ấn tượng nhất trong thời gian qua, đó chính là cặp đôi không bấm nút hẹn hò với nhau nhưng họ đã đăng ký kết hôn với nhau. Wow. Cặp này thì có gửi thiệp cưới và ekip đã đến tặng quà để chung vui với hai bạn luôn. Trời ơi. Rồi, chương trình. Thời hôm nay em rất vui và em ra cảm ơn chương trình rất là nhiều. Nhờ cương chương trình mà tạo được điều kiện cho em và anh. Dạ, chắc là tại anh Tâm kiên trì với chị. Chắc là ngồi đường hiểu kỹ hơn với chị thì nó sẽ hiểu sâu hơn, thì hai đứa cảm giác hợp hơn với chị. Do một phần là dịch nó bị gián đoạn nên cũng ảnh hưởng tới tâm tư của hai đứa. Anh cũng biết nói. Dạ, những lúc cần nói nhiều thì cũng nói nhiều với chị. Dạ, em tên là Trần Thị Tứ, em sinh năm 94 ạ. Em đến từ Bình Định, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh ạ. Em làm ngành kế toán ạ. Rồi, bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Xuân Tâm ạ, quê em ở Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống, học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh. Dạ. Bên Tâm, bên kia tên Tứ. Tâm Tứ. Điểm mạnh điểm yếu của Tứ là gì? Dạ. Dạ, điểm mạnh của em là em là một người khá có trách nhiệm trong công việc. Em cũng biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hay nữa là em cũng biết quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh ạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm là em là một người hơi nóng tính ạ. Với lại tính của em là em không thích việc chờ đợi chị. Không thích gì? Chờ đợi. Chờ đợi. Đúng giờ chị. Đúng giờ. Đúng ha. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng ạ. Rất là đúng giờ. Thứ hai là làm việc rất là nguyên tắc, có kỷ luật ở trong đấy ạ. Còn kỷ luật nữa, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nịnh. Có nhiều người á không nịnh cũng là ưu điểm đó em. Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Mối tình dài nhất của em là 2 năm. 2 năm. Dạ. Tại sao chia tay? Tại vì một lần em với bạn đấy giận dỗi, cái là em đi qua trạm thu phí tầm một thanh chắn lan can á, về đau quá nên thôi chia tay. Trời đất ơi. Ủa, nó không có dính gì với nhau hết trơn vậy? Ý định của bạn đấy là cũng muốn chia tay mình để tìm mối tình mới á. Cái cớ thôi hả? Dạ. Giọt nước làm tràn ly nước đó hả? Dạ đúng rồi. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ thưa chị, là nếu mà quen chính thức á là em chưa trải qua mối tình nào cả. Vậy là mình chưa có mảnh tình bắt vai nào gọi là đáng là mối tình, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy thì bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm với gia đình, chung thủy và phải có ý chí cầu tiến trong công việc. Thứ hai nữa là không có gia trưởng chị, kỳ bo ích kỷ vậy. Bạn trai có gia trưởng kỳ bo ích kỷ không? Đấy là tuyệt đối là không rồi chị. Em là người sống rất là phóng khoáng. Mới nói tôi sống kỷ luật đi. Kỷ luật là trong công việc thôi. Còn ngoài phóng khoáng hả? Dạ đúng rồi. Mẫu người bạn gái của bạn là như thế nào? Cao tầm 1m65, 1m55 trở lên là được rồi. Bạn cao nhiêu? Em cao 1m72. Có bộ răng duyên chút xíu là được ạ. Bộ răng duyên hả? Răng sao là duyên? Là răng đều, răng đẹp thôi. Tụi nó súng cái được không? Không hả? Quan trọng nhất là răng hả? Dạ. Cái răng, cái tóc là cái gốc con người. Dạ đúng rồi. Bạn gái mình có cái mẫu hình dạng, cái người mẫu lý tưởng của mình là như thế nào không? Dạ, mẫu người của em là như ba em á chị. Ba em như thế nào nè? Người rất là có trách nhiệm với gia đình và luôn có ý chí cầu tiến trong công việc ạ. Ngoại hình thì nếu được cao hơn em, em thích cao hơn em. 1m72 được không? Dạ được, nhìn cân đối xí chị, không có ốm quá. Mập chút được không? Mập chút cũng được chị. Bên kia, em muốn có mẫu người lý tưởng bạn gái như thế nào không? Giống má. Giống chị Nguyễn Thị Phương Thảo chị. Chủ tịch tập đoàn Z3. Giống chỗ nào em? Giống cái tướng tá hay giống cái giàu? Giống cái tướng tá mà sự thông minh. Mình có tật xấu gì không em? Lâu lâu hay cắn tay, cắn móng tay, cắn môi thôi. Cắn môi ai? Môi em. Tưởng cắn môi người ta hơi mệt. Móng tay không được đâu nha. Tay cứ cào cào với ấy, móng cắn tay nó không có không được hay. Không có vệ sinh nữa cơ. Mỗi lần từ sau bao ngày em phải cắn móng tay vậy. Vậy hả? Lấy nhau về thì mình định ở đâu? Sang năm tới hoặc gì đấy em sẽ mua nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Sau này nếu mà có tuổi một chút xíu thì em thích về quê nuôi gà,
thà cá. Đó, ít nhất là tôi thích những bạn trai mà có lập trường, có kế hoạch đồ rõ ràng. Được, tôi đồng ý. Nhà định cư ở Sài Gòn, già về quê nuôi gà. Không phải qua thấy đàn trai đẹp trai quá đồng ý hả? Đẹp trai dễ thương để qua coi đàn, đàn gái. Đàn gái người ta cũng cao. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Anh bên kia có hút thuốc không anh? Mình không hút thuốc. Có rượu chè gì nhiều không anh? Mình chỉ ăn thôi chứ không có nhậu. Được chưa? Dạ, được. Còn cái gì không thích nữa không? Dạ được rồi ạ. Hợp đó. Xứng đôi. Hai người cũng hiền dễ thương á. Anh thấy đầu tiên là hợp gu với nhau rồi đó. Nhưng mà tính mấy người làm lì lì vậy, ghen dữ lắm à. Ghen nhưng mà phải có cơ sở anh. Có chứ cơ sở. Chứ phải ghen tào lao gì được. Ừ, vậy là cũng bình tĩnh. Dễ thương lắm. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ có chị, em đi với bạn thân và em ruột của em ạ. Chào em trai. Kính chào anh Quyền Linh, kính chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả đang trong phim trường. Em là em ruột của chị Tứ ạ. Thì em là gia đình chỉ có hai chị em thôi. Em cũng có một vài câu hỏi anh này. Anh bảo là anh mua nhà là dạ, mình định rồi. Dự định trong này rồi mình sau khi có cuộc sống rồi mình sẽ về quê lại anh. Dạ đúng rồi. Về quê anh là về Thanh Hóa lại. Dạ đúng rồi. Vậy là chị em phải sức giá phải tổng phu là phải về quê Thanh Hóa. Dạ đúng. Nuôi gà già lẫn em ơi già lẫn. Dạ, cái đấy là khi dù... mình về tuổi già về thành phố này nó quá xô bồ đi. Mà khi tuổi già của mình là nó không có phù hợp với ở thành phố này nữa thì tốt nhất là mình về nơi nào nó thật là yên tĩnh để mình tận hưởng tuổi già. Già lắm. Dạ vâng. Vậy còn nếu mà một quê thanh tĩnh thì nó mà về quê gần quê em được không ta? Em thích ở quê em hơn vì trước mặt là dòng sông, sau là áp núi thì cái phong cảnh nó hữu tình nó nhà đẹp. Nhà nó cũng có sông. Dạ. Đúng rồi, nhà em là sát biển nên hải sản là nghi ngu quốc nhà. Cái đấy nó nắng nóng quá. Trời ơi. Dạ vâng. Rồi cái câu hỏi thứ hai cho em hỏi anh là này. Đó là một vấn đề rất là nan giải. Dạ. Ví dụ như chị em đồng ý với anh và hai người đến một cái tương lai rất là đẹp. Thì đó là cái chuyện mẹ chồng con dâu. Ví dụ như là rất là thường xuyên xảy ra những xích mích. Không biết là anh là một người đứng giữa thì mình sẽ có những cách giải quyết như thế nào để cái cuộc mâu thuẫn nó trở nên êm đẹp và nó có thể nó trở nên là tốt đẹp hơn không? Đó là cái vấn đề này thì anh yên tâm, ba mẹ em là rất là hiền luôn, hiền hơn cả em nữa. Nên cái vấn đề mà xảy ra mẹ chồng nàng dâu là không có xảy ra. Mà nếu mà có xảy ra thì là em là người quyết định chính trong gia đình thì em sẽ chịu trách nhiệm trước những cái lời nói. Em nào mình đang nói chuyện với em trai của, mà. Em của bạn gái bên kia đó. Anh là em chính em. Ý anh nói cái người đang nói chuyện với em là em của bạn bên kia. Thế nên nãy giờ em cứ xin anh á. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay chỉ có 22 tuổi thôi. Em nhiêu rồi? Dạ em 25. Kêu bằng em. Xin anh. Thôi mình có thể tìm được một người gọi là có thể là gửi gắm và em cũng có thể tin tưởng. Đúng rồi. Tại vì hôm nay là cái chương trình em thấy là rất là em và chị em rất là thích chương trình này. Dạ. Em muốn là khi một lần mà nhấn nút là cho nhau một cơ hội thật sự chứ không phải là cho nhau một cơ hội để rồi đưa nhau chứ hôm nay thôi còn ra ngoài kia thì không còn gì nữa cả. Chính xác. Rồi em trai đi với anh. Dạ. Hôm nay em đi với trưởng phòng và các đồng nghiệp cùng cơ quan. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Rồi. Chào anh Quyền Linh. Tâm á, về ở góc độ mà công ty á, thì là một nhân viên tốt, rất là năng động, có cá tính và thông minh. Về Tư á, là một cô bé rất là dễ thương, xinh xắn và mẫu phụ nữ điềm đạm, kỹ tính. Một mẫu người phụ nữ mà có thể chọn để mà làm vợ sau này. Hai bạn đến nay là cũng có duyên rồi thì nên cho nhau một cơ hội và tìm hiểu sâu hơn để mình cùng tiến tới những cái bước tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Rồi kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Rồi mời hai bạn. Dạ anh có cảm nhận gì về em à? Nhìn em rất là dễ thương. Em thấy anh thế nào? Cũng hiền với ít nói á. Tại lên trên này anh run quá. Anh thích một mẫu người vui vẻ nói chuyện nhiều hay là một người điềm đạm một xí à? Vui vẻ nói chuyện nhiều. Anh có cảm nhận gì nữa về em không ạ? Theo như anh trưởng phòng của anh thì nói là anh là một người năng động, vui vẻ. Thế sao em thấy anh nói chuyện ít vậy? Anh lên trên chương trình này run quá với cái bản lĩnh chứ. Và quan niệm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Quan niệm về tình yêu là thứ nhất là đầu có chí sao gãi đầu hoài vậy trời.
Nếu mà một tình yêu đích thực là một tình yêu như thế nào? Thứ nhất là anh là rất nghiêm túc về trong chuyện tình cảm của mình. Yêu ai thì mình sẽ yêu thật lòng, cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để cho người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Còn em? Dạ, quan điểm tình yêu của em là người phải biết quan tâm, chia sẻ và có trách nhiệm với gia đình, và em đề cao tính chung thủy. Cái này thì em yên tâm là anh rất là chung thủy trong tình yêu. Cảm giác rung động gì trong trái tim của mình chưa? Nói với bạn gái nghe đi. Dạ. Hiện tại thì tim của em rất, đập rất nhanh vì bạn nữ quá xinh. Dạ, cảm ơn anh. Bạn nữ cảm nhận như người bạn trai trước mặt như thế nào? Dạ, em cảm thấy anh khá là hiền và thật thà, nhưng mà có vẻ như ít nói quá. Đứng trước đám đông thì anh rất là run và không có đủ tự tin lắm. Còn ở ngoài thì rất là ok. Em hứa gì với cô gái đi? Trong chương trình này, nếu em đồng ý bấm nút thì anh sẽ cố gắng làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em. Dạ, cảm ơn. Có vài phút thôi nhưng mà cũng đủ để chúng ta cảm nhận được nha. Mình thấy ánh mắt của bạn em trai dưới sao hoang mang và lo lắng đăm chiêu quá vậy, không biết là lo lắng điều gì cho chị. Nhưng mà thật sự mình thấy bạn trai này hơi rụt rè thôi, chứ còn là người có lập trường rất vững, có kế hoạch rõ ràng. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Tại sao em lại không bấm nút? Dạ thì như bạn Nam chia sẻ thì bạn thấy một người vui tính, còn tính của em thì nó hơi trầm. Em trai đây rất là... Rất là ok đó em. Nói vậy thôi, chứ trong thể hiện, trong thâm tâm anh ấy, anh biết rằng anh ấy rất là thích em. Và thậm chí sẽ làm bất cứ điều gì nếu như em muốn đấy. Đúng không em trai? Dạ đúng rồi. Yêu cầu của em hình như không hợp với bạn gái. Nhưng mà bạn gái cũng không phải vì cái yêu cầu đó, mình phải nhìn thẳng vào mắt đối phương chứ. Có phải tại vì em trai dưới đang đâm chiêu cho nên là em bị tác động không? Em trai thì chỉ góp ý cho em thôi, chứ trước giờ là mọi quyết định là ở em hết. Dạ. Thật sự là tôi tiếc cho cặp đôi này, bởi vì mình thấy rất là đẹp đôi. Đúng vậy. Mình đặc biệt thấy rằng... có cảm tình đó bạn trai này. Ở cái đoạn mà em trai hỏi là vậy thì anh có thể về quê của em không, thì anh này giữ vững lập trường là về quê của anh. Mình rất thích những người như vậy. Không, nhưng cũng có thể giữ khi ta nói thẳng quá cũng không tốt. Hồi nãy em có nói rằng nhiều khi khuyết điểm là không nịnh, đúng không? Không phải nịnh, nhưng mà đôi khi mình phải làm vui lòng một người nào đó, nó cũng không có vấn đề gì cả. Ví dụ như nãy em trai hỏi là anh ở biển em cũng đẹp, ừ chắc có đôi khi nghĩ biển cũng đẹp hơn chẳng hạn. Nhưng bây giờ cái tính người ta như vậy rồi. Không phải, nói mà không thì tại trong đầu bạn này bạn đã lập rõ cái kế hoạch rồi, sống ở đây và về quê của bạn ấy, quê cha đất tổ, và bắt buộc nữ là phải theo nam. Chưa chắc, nếu nói như vậy thì cũng thẳng quá. Thật tình là tốt, nhưng đôi khi cũng không cần nên phải thẳng thắn quá. Vì cái điều này cũng không hại đến ai cả. Vì tới già đằng mà, có thể hồi nãy bạn trai nói là anh có thể sẽ về quê em được mà, ừ thì cái đó dạ, hai vợ chồng anh sẽ tính thì sao. Cũng có thể như vậy được ha. Mình không nói dối nhưng mà mình có thể để tính sao. Em tên là Phạm Viết Nghĩa. Em sinh năm 91 thì 26 hoặc là 27 thì cũng được chị. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Làm việc ở Bình Dương luôn? Dạ Bình Dương luôn. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, toàn thể quý vị khán giả cùng bạn nam bên kia. Em tên là Võ Thị Thu Hương, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Long An và hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên kế toán. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ em là người giàu tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc người khác, là người có trách nhiệm. Còn khuyết điểm của em tự nhận thấy em là người thẳng tính. Có vẻ hơi rụt rè trước đám đông. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em không biết uống rượu, uống bia, tức là mọi rượu bia là em không thể uống được hết. Rồi thuốc lá cũng em hút. Còn khuyết điểm của em thì cũng giống vậy luôn. Tại vì nhiều bạn bè em nói là gì đâu mà trai mà bia rượu mà không uống được miếng xíu nào hết rồi. Thì em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Rồi em thấy anh nói như vậy thì theo em đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Em thấy cũng là vừa là ưu vừa là khuyết điểm. Anh ơi ví dụ mà em rủ anh đi chơi, em hay tụ tập bạn bè lắm, rồi rủ anh đi chơi anh không uống, rồi anh có cho bạn gái uống hay là như thế nào không? Thì uống cũng được thôi, anh không uống anh chở em về được mà. Vậy cũng được. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi em?
Dạ dạ chưa. Anh ơi, vậy anh có ngại khi mà trước anh em đã quen hai bạn trai được không ạ? Dạ bình thường mà, đâu có gì đâu em. Dạ luôn hả? Mà tại sao chưa có mối tình nào? Dạ hồi xưa thì lúc mà em đi học thì ba mẹ nói là học đi rồi mốt rồi tính. Thì em học chuyên ngành xây dựng vậy, nhưng mà vô ngành xây dựng thì không có gái nữa. Rồi xong em học xong rồi lại đi bộ đội, rồi cứ đi bộ đội rồi về lại kiếm việc làm, rồi nó tùm lum. Nói chung là cuộc sống nó không có thời gian để mà đi kiếm ai á chị. Nếu mà vậy không có thời gian thì giờ nếu mà anh quen em á thì thời gian đâu đi chơi? Không, giờ có rồi em, giờ rảnh lắm thiệt, giờ rảnh lắm. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Trước tiên là phải có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình của mình. Tôi có tính hài hước một tí thì tốt ạ. À, thấy mình đó vui đó, hài hước. Hơi tròn tròn thì tốt ạ. À, gì mà dữ vậy ta? Ủng hộ nhà trai dữ vậy ta? Tò mò quá chị. Còn gì nữa không? Nói luôn rồi. Đủ rồi chị. À, em có không thích cái gì ở người bạn trai không? Em không thích người bạn trai mà lượm thượm không gọn gàng, rồi hay càm ràm á, là em không thích. Rồi, thích bự con ha. Cái gì gì trốn đi đâu ông? Làm gì vậy? Ê, cái gì giờ ông đưa cái mông cho tôi hả? Vậy được luôn hả? Ừ vậy đó. Ảo thuật gia hả? Dạ biết chút chút. Có biểu diễn được món gì không? Dạ cũng được. Chút biểu diễn ha. Em có biết lý do tại sao em chưa có bạn gái không? Dạ chắc tại do lầy quá. Lầy sao em? Cái lần nào là em cảm thấy em lầy nhất là em làm gì? Thế thì em chọc mà nhiều khi nó vui, nhưng mà người ta nói là vui mà không nên vui quá. Em thường thường em hay vui quá. Là kiểu như chọc nó mà bị vô duyên quá. Đúng đúng rồi đó, nói vậy. Mà có khi nào bị ai quýnh chưa? Dạ chưa, tại nó không dám. Muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ thì em thì chưa có bồ, bây giờ cũng không biết nữa. Đưa tay coi. Dạ thun thun để em đi thun như đây chi vậy? Biểu diễn. À tưởng thun bột tiền. Trời ơi, móng tay để chi dài dữ vậy? Dạ đây ghi đánh guitar. Biết đánh guitar nữa hả? Dạ bên đây cắt, bên đây có. Trời ơi sao đất không vậy? Không có đất rồi, nó bị nảy lên kia, nó bị dơ trong kia đó, đen. Rửa rồi mà chưa có sạch. Bình thường có ở sạch không? Dạ có. Có hả? Đó giờ có thua ai không? Dạ có. À, không được hả? Dạ không. Bây giờ chừng nào lấy vợ? Dạ thì em nếu mà quen tầm được 6 tháng hoặc là 5 thì lấy. Nhà dưới đó là nhà của ai? Nhà riêng ba mẹ em xây riêng. À. Dạ thì nói chung là ba mẹ em tính là nói là đuổi mày ra cái nhà đó, nhưng mà chừng nào có vợ thì đuổi mày ra. À có nghĩa là cũng gần nhà ba mẹ nhưng mà đều là ở nhà riêng. Dạ. Tức là muốn đuổi lắm rồi. Mấy tháng nay là ngày nào cũng cứ mày đuổi vậy đó. À giờ có vợ là đuổi liền luôn đúng không? Đuổi liền luôn á. Rồi. Có cái điều gì em không thích cho người phụ nữ không? Dạ câu này khó. Dạ không. Cái gì cũng thích hết. Dạ. Tại ế quá mà. Dạ đúng rồi, ế cỡ nào cũng được hết à. Bao vui thôi. Còn cái gì khác chị không biết. Chưa có người yêu người ta chắc ăn rồi, chung thủy rồi. Dạ, em chào em gái. Đây cũng dễ thương, kia cũng dễ thương ha. Dễ thương. Anh vui lắm á. Dạ em thấy vui rồi. Thấy anh lầy lầy cũng về cái tim của em thì nó cũng hợp. Có điều gì mà làm em không bằng lòng đối với những người đàn ông? Dạ em chỉ không bằng lòng là một người không có trách nhiệm thôi. Cái đó thì đúng không bằng lòng rồi. Ăn uống gì có khó không? À, thôi khỏi ăn uống, khỏi hỏi hai người này. Em nấu món gì ngon nhất? Bữa cơm gia đình món gì em nấu cũng được ạ. Ừ, ăn món gì cũng được luôn. Dạ không ạ. À, có món em ăn được, có món em không ăn được. Món nào ăn được để bên đây ăn. Bây giờ mình đi, có người thân đi theo không em? Dạ em đi với lại chị họ em với lại mấy chị thân của em ạ. À. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Theo như em là chị họ của Thu Hương ạ. Thì tính của Thu Hương ở nhà rất là vui vẻ hòa đồng. Nhưng mà con cái là chị ta kỹ tính lắm, hay thẳng thắn, không thích gì là nói thẳng mặt vậy đó. Nhưng mà rất là tình cảm, thích người khác chiều chuộng mình, năn nỉ của mình lắm. Cái mà lơ là quá là giận dỗi hơn á. Thấy chưa, đừng có lơ là nha. Em nhìn xác bạn trai bên đó như thế nào? Theo như nãy giờ là em quan sát cái bạn trai bên đây á, là bao vui rồi đó. Chị mong là hai đứa hợp nhau và về chung một mái nhà. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai em với lại trưởng phòng với lại Nguyên Vàng Xanh, đó là một số bạn trong công ty em. Nguyên Vàng Xanh đó, đó hả? Dạ. Em ruột hả em? Dạ em ruột. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là em trai của anh Nghĩa. Em tên là Hưng. Thì anh trai của em á, thì ở nhà thì
là rất là đảm đang. Tại vì cho chưa yêu ai bây giờ nên nếu như mà yêu thì chắc chắn là sẽ yêu hết lòng. Em thấy hai anh chị rất là hợp, thì nếu được thì mong hai anh chị có thể cho nhau một cơ hội để thử yêu. Sao thử yêu được? Yêu là yêu thiệt chứ sao thử. Cho thêm ý kiến của một sếp nữa đi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào chị. Trong công ty thì Nghĩa cũng rất là chịu khó. Bạn bè, đồng nghiệp trong công ty thì bạn cũng rất là hòa đồng. Anh chị em trong công ty ai cũng quý mến bạn. Cái này là em yên tâm. Thấy nguyên một vàng cái thấy nguyên ủng hộ một vàng là biết đi là rồi, quý mến là rồi. Biết rồi. Dạ. Chị thông tin cho em biết. Thì Nghĩa ơi, chị thấy bạn này cũng hợp với em á. Chị cũng mong rằng là Thu Hương với lại với Nghĩa thì nên cho nhau một cơ hội. Một cơ hội gọi là như anh Quyền Linh nói là cơ hội thật sự. Để mình có thể tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Dạ xin hết. Rồi. Cảm ơn chị. Kéo màn lên. Bây giờ thời gian không gian của các bạn. Kéo màn. Bắt đầu. Chắc anh cởi cái này ra để mới diễn được chứ cái này không nó có nặng. Có diễn được mà. Dạ không, nó nặng lắm anh. Chứ em đeo nó làm cái gì? Dạ. Dạ cho đẹp vậy thôi à, chứ không làm gì đâu. Đầu tiên thì chắc tặng cho em một quyển sách ha. Dạ. Em có bao giờ em chơi thun hồi bé chưa? Em làm ngôi sao bằng thun chưa? Dạ, rồi ạ. Em thử làm cho anh xem nha. Em làm rất là lâu ha, nhưng anh á sẽ làm nhanh hơn nè. Một tay thôi. Đó. Anh sẽ làm thêm ngôi sao. Nhưng anh còn làm cách nhanh hơn nữa. Khi anh nắm vô tay này nè, anh thỏ một cái, một ngón cũng thành ngôi sao được. Nhưng mà cái này nè, cái này mới là thật sự hay nè. Ở trong cái hộp này nè là một chiếc hộp gọi là chiếc hộp người đẹp. Ở trong hộp này á có bốn người đẹp, và bốn người đẹp này á tượng trưng đó là bốn quân đầm. Em đếm thử nha, 1, 2, 3, 4, bốn lá tượng trưng cho bốn người đẹp. Bây giờ thường thường người ta nói là cái đẹp á gọi là cảm nhận bằng tâm, đúng không? Cho nên mình sẽ úp lại, mình không để ý nữa. Bây giờ hai trong hai lá này nè, em muốn anh đặt hai lá nào lên trên bàn đó? Em chọn hả? Chọn đúng rồi, em chọn, em tức là hai lá nào em muốn hai lá nào bỏ xuống dưới đó. Lấy đại hả? Đúng rồi, em chọn lại đi. Phải. Hai lá này đúng không? Anh sẽ bỏ hai. Không, em thích lấy hai cái này. Hả? Bỏ bên đây đúng không? Ok. Bây giờ nè, trong hai lá này đúng không? Em muốn anh bỏ lá nào? Bỏ lá bên này. Bỏ lá này đúng không? Bây giờ nè, còn một lá này. Lá này là người đẹp nhất, và em cầm thử xem người đẹp nhất đó là ai. Cuốn sách của anh đâu rồi? Dạ đây. Sách gì vậy? 100 điều anh yêu em. Trời ơi. Hay da, vậy mà sao chưa có bạn gái ta? Anh thiệt là chưa quen ai luôn hả? Chưa, thật mà. Thấy anh vui tính như vậy mà chưa quen ai cũng thấy nghi nghi. Em cũng muốn hỏi gì trước không? Anh hỏi em trước đi. Anh hỏi em trước hả? Em là ở đâu? Em nhà em ở đâu hả? Dạ, em quê em ở Long An nhưng mà hiện tại thì em ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn hả? Anh thì rất là hay lên quận 1 chơi. Nó xa lắm anh, từ quận 1 đi ra Hóc Môn xa lắm. Tức là anh ở Bình Dương, anh chở lên Hóc Môn. Tức là bạn bè anh trên quận 1 rất là nhiều. Em thích thì cứ coi nào hẹn hò thì anh có thể chở từ Hóc Môn lên quận 1 chơi. Em có muốn hỏi gì nữa không? Hồi nãy em có nghe là anh biết đánh guitar đúng không? Để móng tay dài để đánh guitar hả? Anh cũng mới tập đánh. Anh tập mà ở trong bộ đội á thì mọi người tập nhau thôi. Lâu lâu buồn thì đánh guitar, đánh solo một số bài, mà anh thích bài nào thì anh tập đánh bài đó thôi. Nếu mà em thích không thích người để móng tay dài thì anh có cắt bớt không? Được em. Gì đâu. Một tuần anh gặp em được bao nhiêu lần ạ? Ngoại trừ 3, 5, 7 là những ngày đi học ra thì còn lại thì ngày nào cũng được. Anh học gì anh? Viết mã nguồn á, viết code thêm. Lập trình á. Anh thấy em sao? Nãy giờ quên hỏi. Dễ thương. Lập kế hoạch kết hôn đâu tiền mà. Bạc rồi ai quản lý, con cái thì sao? Em tính thì sao? Theo em là tiền của ai thì người nấy giữ, nhưng mà tính em thì em không thích quản lý tiền của người khác. Còn anh nghĩ là hai người sẽ gộp chung lại đó, ví dụ sẽ có một cái khoản riêng để mà quản lý chung, để mà những cái công việc chung đó. Tức là tiền thì chắc chắn mỗi người đều phải có để sử dụng riêng rồi, chia nhau mỗi tháng một khoản tiền riêng gì đó để mà sau này tương lai nữa. Như vậy thì cũng ổn, em thấy ổn. Hai bạn thấy ổn hả? Tôi ngồi tôi nghe điện tiền sao tôi thấy không ổn gì hết trơn. Hai bạn ổn là được rồi.
Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau và nói cảm xúc của nhau về đối phương hiện tại ngay lúc này. Em chỉ thấy em thấy run quá. Còn anh thì thật sự ra nếu mà nói về một mẫu người lý tưởng bản thân anh thì từ trước giờ anh cũng chưa yêu ai và anh cũng chưa bao giờ có một cái lý tưởng gì hết. Thật sự ra đó là một thời gian sau này khi mình hẹn hò và nói chuyện và mình cảm thấy là tính cách của mình nó có hợp nhau hay không thì cái đó còn phải để tương lai nữa. Còn thật sự bây giờ là nếu mình nhìn cảm thấy được, mình bấm nút và lựa chọn nhau và tạo một cơ hội để có tương lai. Rồi, có thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Nút này hả anh? Những gì nói thì các bạn cũng nói gần như hết rồi. Tất cả những cái thế mạnh, thế yếu, chuyện tình cảm, chuyện riêng tư, chuyện tiền bạc, thậm chí chuyện con cái, chuyện gì đó, bấm hay không bấm. Cô gái, 3, 2, 1, hết thời gian. Anh thấy em đội vô có duyên hơn á. Cái này có duyên hơn nè. Dễ thương. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, thủ tục đầu tiên của chương trình là sau khi bấm nút sẽ hôn nhau. Ảo thuật á.